Việt Nam và OECD ký hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế. Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Kinh tế Argentina tăng trưởng năm thứ hai liên tiếp. Kính chào quý vị vừa điểm qua một số tin tức nổi bật sẽ được đề cập trong bản tin tài chính thị trường hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 3 tại Paris, Việt Nam và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã ký Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế, viết tắt là MAAC. Tham dự lễ ký có Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và Phó Tổng Thư ký OECD Yoshiki Takechi. Phát biểu trước lễ ký, Phó Tổng Thư ký Yoshiki Takechi cho rằng việc Việt Nam ký thỏa thuận MAAC là tín hiệu rõ ràng để thể hiện quyết tâm ngăn chặn hành vi trốn thuế ở nước ngoài, tiến tới minh bạch thuế, ứng phó với các dòng tài chính bất hợp pháp. Ông cho rằng bước đi này của Việt Nam tiếp theo quyết định tham gia Diễn đàn Toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế vào tháng 12 năm 2019, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với chương trình nghị sự minh bạch về thuế toàn cầu. MAAC là công cụ toàn cầu hữu hiệu nhất cho hoạt động hợp tác đa phương trong trao đổi thông tin và các hình thức hỗ trợ hành chính khác về thuế. Tham gia MAAC góp phần nâng cao uy tín vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác với các tổ chức kinh tế tài chính quốc tế đa phương như APEC, ASEAN. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng hiện đại hóa hệ thống cơ sở để đảm bảo các quy chuẩn về bảo mật thông tin quốc tế, cũng như là triển khai được các thông tin hiệu quả cho các nước để phục vụ chúng ta là quản lý thuế. OECD hiện có 38 nước thành viên, trong đó đa số là những nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Tổ chức có trụ sở ở Paris, Pháp. Bộ Tài chính đang nghiên cứu mức thuế suất ưu đãi áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thấp hơn thuế suất thông thường. Đề xuất này đang được Bộ Tài chính dự thảo tại Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp sửa đổi, trình lên Chính phủ. Theo thống kê, hiện số lượng doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm hơn 93% trong tổng số hơn 800.000 doanh nghiệp được thành lập và hoạt động. Xác định đây là nhóm cần khuyến khích và phát triển trong giai đoạn 2008-2012. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, trình Quốc hội ban hành các giải pháp hỗ trợ, trong đó có giải pháp về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Từ tháng 8 năm 2022, giá gạo xuất khẩu loại 5% tấm của Việt Nam vượt Thái Lan, Ấn Độ và ở mức cao nhất thế giới. Cụ thể, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam hiện là 463 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Giá này tương đương gạo của Thái Lan và cao hơn Ấn Độ, Pakistan 20 đến 23 đô la Mỹ một tấn. Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo năm nay vẫn thuận lợi do sự quay trở lại của các thị trường. Trong đó, Trung Quốc mở cửa lại sau dịch khiến cho nhu cầu nhập khẩu tăng. Thưa quý vị, so với trước đây, sức khỏe nội tại của các ngân hàng đã được cải thiện hơn nhiều. Theo nhiều đánh giá, ngành ngân hàng vẫn đang được hưởng lợi nhiều nhất từ câu chuyện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong dài hạn. Chính vì vậy, cổ phiếu ngân hàng vẫn có sức hút nhất định. Một buổi giới thiệu chào bán cổ phiếu ngân hàng. Rất nhiều nhà đầu tư tham dự và đặt câu hỏi. 120 triệu cổ phiếu ngân hàng. Giá khởi điểm là 21.300 đồng một cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể đăng ký số lượng mua tối thiểu là 100 cổ phiếu hoặc nhiều hơn theo bội số của 100 cổ phiếu. Phiên đấu giá công khai sẽ được tổ chức vào sáng ngày 7 tháng 4 tới đây tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE. Đây là một trong số ít ngân hàng chào bán cổ phiếu lớn như vậy ra công chúng, đồng thời cũng có sẵn rơm cho sở hữu nước ngoài. Trong khi hiện nay, hầu hết các ngân hàng trong nước đã kín rơm ngoại, không còn dư địa. Giá cũng như là giá trị đầu tư không lớn, nhưng hoàn toàn có quyền quyết định và định đoạt BG Bank trong thời gian tương lai. Đấy là những cái thế mạnh trong cái việc các cái nhà đầu tư cân nhắc để quyết định đầu tư vào BG Bank. Cái ngành này nó vẫn có một cái sức hút và luôn luôn duy trì các hoạt động, duy trì những cái hỗ trợ cho nền kinh tế trong tất cả các bối cảnh của thị trường. Đặc biệt là những cái ngân hàng phát triển ổn định, bền vững như BG Bank. Thì mình tin rằng là cơ hội đầu tư vào cổ phiếu BG Bank đây là một cơ hội tốt để đầu tư vào cổ phiếu BG Bank. Việc một doanh nghiệp nhà nước sắp bán thoái vốn toàn bộ khỏi ngân hàng chính là cơ hội cho nhà đầu tư mới. Theo đánh giá của giới chuyên gia, nếu vốn được tăng thêm cùng với hỗ trợ của nhà đầu tư mới, kèm theo xu hướng phát triển của ngành ngân hàng, thì cổ phiếu này có nhiều triển vọng. Bản tin tiếp tục với cụm tin vắn. Hiện nay, giá dứa thương phẩm tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang tăng mạnh, tùy theo chất lượng và địa bàn gần hoặc xa. Giá dứa tăng hơn 3.000 đồng một ký so với tháng trước. Với giá này, nông dân giỏi thăm canh có thể có lãi từ 3 đến 3.500 đồng trên một ký dứa thương phẩm. Người dân thu hoạch thời điểm này đạt giá trị khoảng 150 triệu đồng một hectare, trừ chi phí còn lãi khoảng 100 triệu đồng một hectare. Trong năm qua, có lúc dứa bán với giá trên 10.000 đồng một ký, nông dân thu lãi hàng trăm triệu đồng một hectare từ loài cây này. Giá cà phê trong nước ngày 23 tháng 3 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng mạnh 600 đồng một ký. Cụ thể, giá cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua với giá từ 46.900 đến 47.000 đồng một ký. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, Kon Tum ở mức 47.300 đồng một ký. Tỉnh Đắk Lắk ở mức 47.400 đồng một ký và Đắk Nông là 47.200 đồng một ký. Trên thị trường, một số cửa hàng đang rao bán sầu riêng Musang King trồng tại miền Tây với giá cao ngất ngưỡng lên tới gần 1 triệu đồng một ký. Song người tiêu dùng muốn mua ăn cũng không dễ bởi loại sầu này luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. So với sầu riêng Ri6 hàng đạt chuẩn xuất khẩu có bán tại cửa hàng, giá sầu riêng Musang King đắt gấp khoảng 4 lần. Trước kia, sầu riêng Musang King trồng ở miền Tây chỉ có theo mùa nhất định. Hiện nay, loại sầu riêng này gần như thu quanh năm, tuy nhiên sản lượng còn khá khiêm tốn. Tin tài chính thị trường thế giới. Các số liệu chính thức được công bố hôm 22 tháng 3 cho thấy lạm phát tại Anh vẫn tiếp tục được duy trì ở mức 2 con số trong tháng 2 vừa qua do giá thực phẩm và đồ uống tăng mạnh. Điều này đã làm dấy thêm lo ngại về việc Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản trong cuộc họp chính sách vào ngày 23 tháng 3. Theo công bố của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh gọi tắt là ONS, tỷ lệ lạm phát, giá tiêu dùng của nước này đã tăng lên 10,4% trong tháng 2 vừa qua, cao hơn mức dự báo 9,9% của Ngân hàng Trung ương Anh và các nhà kinh tế, tiếp tục tăng so với mức 10,1% ghi nhận trong tháng 1. Việc lạm phát tại Anh tiếp tục neo cao ở mức 2 con số khiến nhiều nhà đầu tư cho rằng Ngân hàng Trung ương Anh có thể sẽ quyết định nâng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm phần trăm trong tuần này, thậm chí là 50 điểm phần trăm. Đây sẽ là lần nâng lãi suất thứ 11 liên tiếp của Ngân hàng Trung ương Anh kể từ khi cơ quan này phải theo đuổi chính sách siết chặt tiền tệ để đối phó với lạm phát. Hiện lạm phát ở Anh cao gấp 5 lần so với mục tiêu đặt ra của Ngân hàng Trung ương Anh và cao hơn tất cả các nước G7 khác. Báo cáo của Hội đồng chuyên gia kinh tế Đức đưa ra ngày 22 tháng 3 cho biết, mặc dù triển vọng ngắn hạn của nền kinh tế nước này đã được cải thiện trong những tháng gần đây, song vẫn chỉ ở mức hạn chế, tình hình vẫn căng thẳng với lạm phát tiếp tục ảnh hưởng đến các dự báo tăng trưởng. Theo báo cáo nêu trên, bất kỳ sự gia tăng nào đều có thể bị hạn chế do lạm phát vẫn cao, điều kiện tài chính chặt chẽ hơn và nhu cầu bên ngoài trì trệ. Báo cáo cho rằng triển vọng ngắn hạn của nền kinh tế Đức đã cải thiện hơn một chút do nguồn cung năng lượng bước đầu ổn định và giá bán buôn thấp hơn. Các chuyên gia dự báo mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP là 0,2% trong năm 2023, cao hơn so với dự đoán trước đó là sẽ giảm 0,2% và tăng 1,3% trong năm 2024. Mặc dù vậy, báo cáo cho biết tình trạng lạm phát có xu hướng tiếp tục tăng sẽ gây ra tình trạng mất sức mua và làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng. Trong khi đó, lãi suất tăng cao tác động tiêu cực đến các điều kiện tài chính và dẫn đến sự sụt giảm trong đầu tư. Các chuyên gia cũng kỳ vọng lạm phát có thể giảm xuống khoảng 3% trong năm tới. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Argentina đã đạt tăng trưởng năm thứ hai liên tiếp khi tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này đạt mức tăng 5,2% trong năm ngoái. Như vậy, nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latin đã có 2 năm liền đạt mức tăng trưởng dương sau giai đoạn suy thoái kinh tế 2018-2020, đánh dấu một sự phục hồi ngoạn mục trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê mới nhất của Viện Thống kê và Điều tra Argentina công bố, trong năm ngoái có tới 16 trên 17 lĩnh vực kinh tế chủ chốt của nước này đã kết quả tích cực so với năm trước đó, với mức tăng nổi bật được ghi nhận ở lĩnh vực thương mại tăng 6,4%, xây dựng 5,8% và công nghiệp 5%. Duy nhất lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi ghi nhận mức giảm hơn 4%. Tuy nhiên, cũng theo cơ quan trên, chỉ số hoạt động kinh tế của Argentina trong quý 4 năm ngoái đã sụt giảm 1,5% so với quý trước đó do lạm phát làm ảnh hưởng đến sức mua, trong khi thiếu hụt ngoại tệ khiến cho hoạt động sản xuất gặp khó khăn. Dự báo tình hình khó khăn có thể sẽ kéo sang năm nay, khiến cho hoạt động kinh tế có thể chậm lại và khó đạt được tăng trưởng như kỳ vọng. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.